Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn tại Ben Channel. Trong One Bin Man, chúng ta đã được chứng kiến vô số các cuộc đánh nhau đã con mắt, đã cái tay. Ngay từ những tập đầu tiên cho đến đỉnh điểm của cuộc chiến giữa hiệp hội anh hùng và hiệp hội quái vật, chúng ta đã được thấy hàng loạt các quái vật hùng mạnh, và tương tự đó cũng là sức mạnh vô cùng bá đạo của các anh hùng. Như trâu bò đấm nhau thì rùi mũi khoái. Bên cạnh những trận chiến long trời lở đất như vậy, nó cũng gây ra không ít tác hại, đặc biệt là các thành phố, nơi mà các trận chiến đó đã bị ảnh hưởng không ít đến cơ sở vật chất, cũng như là sự an nguy của người dân. Vậy thì hôm nay, tạm gác lại chuyện đánh nhau, hãy cùng tìm hiểu về những thành phố đã bị tàn phá trong One Bin Man nhé! Thành phố Z. Đầu tiên, chúng ta không thể không nhắc đến thành phố, nơi là cái nồi của các con quái vật hay đi lòng vòng ngoài đường kiếm chuyện. Đây có vẻ như là thành phố nhộn nhịp nhất trong các thành phố ở One Bin Man rồi, vì nơi đây thường xuyên xảy ra các vụ ẩu đả giữa các anh hùng và quái vật. Lý do mà thành phố này lại xuất hiện nhiều quái vật như vậy thì chắc là ai cũng biết rồi đấy. Đây là nơi ở của Hiệp hội Quái vật, đặc biệt hơn là chúng nó ở dưới nhà của Saitama. Thế méo nào mà bao lâu nay, chúng nó ăn nhảy ngủ quẩy ngay dưới nhà mà mãi đến sau này Thánh Trọc mới nhận ra. Vì có quá nhiều vụ ồn ào ở thành phố này, nên thành phố Z cũng là nơi có mật độ dân số thấp nhất trong tất cả các thành phố. Thậm chí là đến các anh hùng cũng có phần hơi rén khi phải ở đây, vì ngại chạm đến rắc rối. Đầu đó chỉ có lác đác vài người như Bang và võ đường của ông, hay anh chàng Boomerang Rider, và tất nhiên là không thể thiếu hai thầy trò Saitama và Genos, vì ở đây giá thuê nhà khá là rẻ. Thành phố đến người ở thì chưa nói, lại đâu ra xuất hiện thêm con rết khổng lồ có sở thích đi phượt. Mặc dù có rất nhiều anh hùng ra sức ngăn cản độ tàn phá khủng khiếp của rết trưởng lão, nhưng các anh hùng lớp S như Beaufoy, anh em nhà Bang Bomb hay Genos, tất cả đều tung ra những tuyệt kỹ mạnh nhất của mình, nhưng đều chịu thua bởi độ lì đòn của nó. Nhưng có trâu thì đánh lâu cũng chết. Sau khi vỗ ngực tuyên bố tạo là vua lì đòn, thì trong cuối Kiền xuất hiện và sử dụng tuyệt chiêu cuối của mình, đó là thuật triệu hồi Saitama, vỗ nhẹ vào mặt cho cái, thì mọi chuyện mới được giải quyết, chứ nếu không thì cả thành phố chắc bị san phẳng rồi. Ngoài ra, chúng ta phải nhắc tới vụ thiên thạch bém rớt xuống thành phố Z nữa. Không biết là thành phố này bị yểm bùa hay gì, mà 7749 cái xui xẻo gì nhất lại rơi xuống đây. Đang yên đang lành thì từ đâu ra có một cái thiên thạch bay lệch hướng xuống trái đất mà lại rơi vào trúng thành phố Z. Thành phố đã hoang sơ, nay lại sắp trở nên hoang tàn. Và tất nhiên là việc triệu tập các anh hùng sẽ được thực hiện. Nhưng gọi mãi thứ quái nào cũng chỉ có vài ông xuất hiện, còn lại thì bận việc ở thành phố khác hay bận việc cá nhân. May mắn thay, tiến sĩ Beaufoy, lúc này người được cho là có khả năng để giải cứu thành phố, hay chí ít là giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất. Nhưng không, sau màn thử nghiệm những món đồ chơi thất bại, thay vì tìm giải pháp khác, ông ta lại dùng thuật lăng ba vi bộ, biến mất biệt tâm biệt tích, để lại Genos bơ vơ cùng với ông thầy tuổi già sức yếu Bang. Thế là gánh nặng lại đè ngược lên vai anh chàng người máy, dù đã xài hết cây mana, dốc hết toàn bộ sức lực của mình, nhưng vẫn không làm lung lay được gì quả thiên thạch bé bé xinh xinh này. Một lần nữa, Saitama lại đến, và tất nhiên là chỉ một đấm là quả thiên thạch cứng cáp bị hóa thành thạch râu câu. Tưởng thế là xong, nhưng dư chấn của các mảnh thiên thạch văng ra khắp thành phố, làm cho thành phố bị thiệt hại không ít, tàn nhà nát cửa. Điều này dẫn tới việc anh bị hai tên, Tăng Tóc Tiger và Tăng Tóc Black Hole dắt mũi dư luận và diss cho một trận. Vụ việc đã gây ra thiệt hại nặng nề cho thành phố Z, chính là trận chiến giữa hai tổ chức Hiệp hội Anh hùng và Hiệp hội Quái vật. Đó là khoảnh khắc nữ linh lực gia của chúng ta, chị đại Tatsumaki, trong lúc yếu lòng đã lỡ tay bứng nguyên cái trụ sở quái vật của bọn chúng, rồi khoan nát thành phố Z cho bỏ ghét trước sự chứng kiến của các anh hùng và những cư dân sinh sống. Ngoài ra, sức mạnh của cô còn làm rung chuyển cả mặt đất, tạo ra địa chấn, cắt thành phố Z thành một mảng lục địa, làm mọi thứ sụp đổ. Sau vụ này, chắc là thành phố Z còn phải tu sửa nhiều đấy. Chứ ra đáng sợ như bây giờ, lại còn thêm phần đổ nát như thế này thì ai mà dám ở nữa chứ đúng không nào? Thành phố A. Lại là thành phố có diện tích khá lớn và cũng là căn cứ của Hiệp hội Anh hùng. Đây là thành phố mà chúng ta được chiêm ngưỡng trận chiến ác liệt, đỉnh cao giữa Hiệp hội Anh hùng và Hiệp hội Quái vật. Hay đúng hơn là giữa Saitama và Boros, binh đoàn vật chất bóng tối của Boros đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi gây ra không ít thiệt hại cho thành phố, cũng như làm cho các anh hùng phải đổ mồ hôi hột khi đối đầu. Nhưng mà cũng khá khen cho dân chơi hệ chiến, Boros khi hẳn lại rất biết chọn địa điểm, đáp con tàu xuống hẳn ngay thành phố, mà đó còn lại là nơi đóng quân của Hiệp hội Anh hùng nữa chứ. Không hổ danh là người đã cô đơn, làm bạn với cánh tay phải của mình suốt 20 năm, nghe mùi sức mạnh là phi tới ngay. Con tàu siêu to khổng lồ của Boros mà bà Tân Vlog cũng phải chịu thua kia chỉ mới đáp xuống thôi, mà nó đã gây ra vô số thiệt hại. Theo một nguồn thông tấn xã mà mình xin phép được giấu tên, đã ước tính thiệt hại quân đoàn Boros mang đến cho thành phố A đã lên tới 96,69%.
Sát thương và thiệt hại của nó cực kỳ khủng khiếp, chỉ đứng sau câu nói xin lỗi anh, chúng ta chỉ là bạn thân mà thôi. May là nhờ có anh chọc nhà mình, chứ không thì với sức mạnh bán thần của Boros thì có lẽ hắn đã tàn phá bề mặt trái đất và đe dọa hành tinh chúng ta, thậm chí là có thể đe dọa cho sự an nguy của trái đất nếu không nhờ sai hỏi lấy thân mình đắp lỗ châu Phi, chặn cú anh tì của hắn. Thành phố B là một trong những thành phố đầu tiên xuất hiện mà độc giả chúng ta được biết đến khi mới bước vào bộ truyện. Nhưng biết chưa được bao lâu thì thành phố này đã bị hủy diệt bởi Marugori. Ban đầu, Marugori là một người bình thường với tham vọng trở thành người mạnh nhất thế giới. Thế nên anh trai của hắn, một nhà khoa học đã chiều em mình và chế tạo ra một loại thuốc có tên là Bicep Brachykin, khiến thân thể của con người trở nên cao to đen hôi hơn. Sau khi bị biến đổi, hắn trở nên hung hăng và tàn bạo hơn. Chỉ với một cú vung tay, hắn đã tạo nên một làn sóng xung kích cực mạnh, phá hủy cả một mảng của một thành phố. Hay chỉ cần một cái vung chân, dậm nhẹ xuống đất là một cái hố sâu 100 mét đã được tạo ra rồi. Sức mạnh của hắn mạnh tới mức chỉ cần đập nhẹ tay vào vai đã khiến người anh trai của mình tan nát lúc nào mà chính hắn cũng không hay. Marugori là một trong những kẻ được xếp vào hàng có cơ thể và vóc dáng cao lớn nhất trong quanh Bình Man đấy. Khá khen cho quyết tâm trở thành người mạnh nhất trên trái đất của hắn. Nhưng dù có trở thành mạnh như thế nào đi nữa thì tất nhiên vẫn không thể nào vượt qua được sai hói rồi. Và lại một lần nữa, nếu không nhờ có sai chọc đang đi chợ gần đó thì thành phố có lẽ đã bị thiệt hại hơn rất nhiều lần. Tuy nhiên, cũng vì cú đấm chết người của sai hói làm cho gã người khổng lồ này ngã xuống và một phần lớn của thành phố đã bị tàn phá nặng nề. Tóm lại thì cũng chẳng thể nào giảm được thiệt hại, bởi Saitama là một anh hùng chỉ có thể dùng lực đấm để chiến đấu chứ hiếm khi nào dùng não để chiến đấu lắm. Và với một người có IQ thấp như Saitama thì chắc chắn anh cũng chưa kịp nghĩ tới hậu quả này. Và có vẻ như nó gần giống với hậu quả mà Saitama đấm thiên thạch. Đáng khen nhất là khi hạ rớt trưởng lão, hậu quả của việc chơi game quá 180 phút là đây. Khi anh hỏi đã tung ra cú đấm và khiến nó bay màu theo đúng nghĩa đen mà không gây tổn hại gì đến thành phố cũng như người dân. Thành phố C. Đây là một trong những thành phố khá nhộn nhịp khi là nơi được chọn làm địa điểm để tổ chức giải đấu võ thuật Super Fight hàng năm. Sẽ không có gì đáng để nói về thành phố này nếu như Goketsu không tìm tới và kết nạp thêm đồng bọn vào tổ chức bằng tế bào quái vật và đấm cho ra bả người đã từng vô địch liên tiếp 5 lần giải đấu là Suryu. Thậm chí, hắn còn giả cho Suryu, người có cái tôi rất cao phải đau khổ khóc lóc, cầu cứu trong tuyệt vọng. Nếu không nhờ có Saitama bay đến, đấm cho Goketsu mất nửa người, thì có lẽ bây giờ Suryu đã được ngồi trên bàn và ngắm gà khỏa thân rồi. Và cú đấm của sai hói tất nhiên là một phần nào đó cũng đã làm cho võ đài bị phá hủy. Quay ngược lại thời gian một chút, trong lúc Saitama đang thi đấu thì Genos cũng bận bịu không kém với những tên quái vật đang tung hoành ngoài đường như gã quái nhân bị rạch ở mọi chỗ trên cơ thể, Face Ripper hay tên người gián Awakened Crocodiles. Tất nhiên, bọn quái vật này không là cái đinh gì đối với Genos cả, nhưng bọn chúng cũng đã gây không ít khó chịu, khiến Genos phải tung ra những tuyệt chiêu hủy diệt của mình, khiến cho thành phố bị thiệt hại nặng thêm. Ngay sau đó, cuộc giao chiến giữa Genos và Goketsu đã xảy ra, và chỉ với một cú lướt qua đơn giản, Goketsu đã làm cho Genos phải đi tìm Ốc Vít và Bù Lông để về ghép lại. Trên đường tới thành phố C, hắn đã tàn phá một số nơi, nên ít nhiều gì, thành phố C cũng bị thiệt hại không kém những thành phố khác. Thành phố D. Đây là thành phố có diện tích lớn nhất trong các thành phố ở quanh Bình Man. Thành phố này bị thiệt hại cũng không ít khi các quái vật lũ lượt kéo đến, đặc biệt là Bạch Tuộc Trăm Mắt, con quái vật được xếp vào hàng thảm họa cấp quỷ. Nó đã xiết vài tòa nhà và ăn trọn nó, phá hủy vô số những địa điểm trên thành phố. Không những thế, nó đã khiến cho các anh hùng cấp A như đội của Dead Gatling khá là khổ sở khi phải đối đầu. Và mặc dù có sự xuất hiện của Flashy, tưởng chừng cho những nhát chém của anh đã nhanh chóng hạ gục nó một cách gọn gàng. Nhưng không, anh đã làm cho nó dỗi thêm và đập phá càng ngày càng kinh khủng hơn mà thôi. Để sửa chữa lỗi lầm, anh quyết định tung ra tuyệt chiêu cuối. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị chị đại Tatsumaki nhấc bổng con bạch tuộc lên và vo lại. Và thế là chúng ta có món bạch tuộc vo tròn ngon lành nằm trên đĩa. Và đó là những thành phố đã bị phá hại nặng nề trong những cuộc chiến giữa anh hùng và các quái vật. Các bạn thấy thế nào? Mình có bỏ qua thành phố nào không? Đừng ngần ngại comment phía dưới cho mình biết với nhé. Và nếu đã xem đến đây thì ngại gì mà không để lại cho mình một like, một đăng ký giúp mình và đừng quên nhấn nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Tạm biệt!